nhà nhá. Dàn bóng bay của Sơn Lạch Tray đã được chuyển về khu vực tổ chức. Dàn bóng bay siêu to khổng lồ của những hot girl chân dài. Đang hot girl rồi. Bóng bay siêu to khổng lồ đây. Đàn bóng bay được gắn lên trên khu vực tổ chức. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Hoan hô cổ động viên bóng đá Hải Phòng. Tuyệt vời. Tuyệt vời chú Mạnh ạ. Chú Mạnh phải cho mỗi một chùm bóng này một em hot girl cầm bóng. Chỉ đứng cầm bóng thôi. Cứ áo đỏ nên cầm bóng lên bây giờ hết chào cờ các. Mấy cô xinh gái. Buộc làm sao tía dễ thả nhá. Được rồi. Cứ treo cành cờ Hải Phòng á. Cháu gái ơi. Tháo cờ lên buộc cho Hải Phòng á. Cứ buộc cho Hải Phòng một tháng. Đấy, cho mấy cô xinh gái cứ cầm bóng ấy, đứng cầm bóng ấy còn đẹp hơn không? Ê anh ơi! Em ơi, không buộc được, anh buộc hộ. Không có bay bóng bây giờ. Đấy, nhờ anh đẹp trai anh ấy buộc hộ cho. Hình như thấp quá anh ạ, cho cao tí nữa. Mọi người đã xem bằng chưa? Nhìn thấy. Ấy, alo. Được vài khu vực. Vào rồi. Xong cái quả dứa ấy rồi. Tí nữa hết chào cờ thả đi mà. Các bạn trẻ trên khán đài ơi, chúng ta về khu trung tâm đi. Mọi người ơi, về khu trung tâm nào. Anh em ra tập trung buộc hộ đá cò cả. Treo quảng trường lên, 20 đá cò Việt Nam cơ. Cho dài ra kia tí nữa. Khẩn trương buộc cờ, treo cờ lên. Khi quốc ca kết thúc, chúng ta thả bóng bay. Đúng rồi. Đúng rồi, buộc vào đây. Một trụ một đá cờ, một kiểu gì đấy. Tấn Tài, và tôi nghĩ là còn một số cầu thủ đã được gọi lên từ đội U23 của tôi nghĩ có thể trong hiệp đấu thứ hai, có thể Park Hang Seo có thể đưa những Văn Xuân, những Thành Bình hay những Công Hoàng hay Văn Xuân. Thì chúng ta đều biết là vào lúc này thì đội U23 Việt Nam đang tham dự cụ thể Dubai Cup và SEA Games thì đã đến gần rồi. Ai đang tập cũng đã đến gần và tất nhiên ông Park Hang Seo cần 11 người áo đỏ chúng ta lên vị trí và sau vàng. Nên một ạ, áo đỏ chúng ta tự động lên đi. Để đưa viên quốc ca cái đã thả bóng được. Hai trận đấu thôi, nên đi. Nhưng họ cũng đã có thêm được.
cùng với mấy bạn, mấy bạn đến khán đài đấy, đứng dưới truyền bá. Và anh Sơn thì lại có nghĩ rằng hai trận đấu cuối cùng này của đội Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup nó cũng sẽ là cơ hội, sẽ là quý giá để huấn luyện viên Park Hang-seo có thể thay đổi cho những cầu thủ trẻ. Chắc chắn rồi, đối với trường hợp người Việt Nam thì tôi nghĩ rằng rất xứng đáng. Tức là ở những vị trí này khi chúng ta gặp chấn thương những cầu thủ của đội thì chúng ta có ba lựa chọn. Nhất là một người Anh, hai là Thông Minh, thứ ba là ai một nước chúng ta có thủ hay là Hư. Thì sự lựa chọn của giới cầu thủ ai là một nước thì chúng ta đã ở Việt Nam bốn năm rồi. Tức là anh ta cũng có quá trình thay đổi rất là nhiều. Nhưng trong trận đấu mà đây là trận đấu nội bộ của đội tuyển U23 thì Luis vẫn ghi đá cho đội tuyển.
Astana không có gì phải bàn cãi cả. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải hạn chế tối đa những tình huống phạm lỗi ở những khu vực nhạy cảm. Nỗi lo đó đến từ vị trí của tổ trọng tài. Không thể có tình huống phản công ngay cho đội tuyển Việt Nam. Đã có phương án đá phản khắc tới từ Salah Al-Yaye, thủ môn số 20. Đôi khi chúng ta những tưởng sẽ là quả trào bóng vào trong là có thể là những đường chuyền sệt như vừa rồi. Anamari có được một vài tình huống nguy hiểm ở những phút đầu tiên. Thế nhưng sau đó thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định kéo lùi đội hình chúng ta chơi chắc chắn. Phân phối thể lực trong suốt 90 phút của trận đấu nhà này tại sân Mỹ Đình sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đối với kết quả cuối cùng của các cầu thủ Việt Nam. Thành Trung quả thì rõ ràng ngày nay Khalid Adari chưa cho thấy phong độ tốt. Tiếp tục bóng trở lại với Văn Thanh. Quang Hải rất tiếc cho điều tấn công vừa rồi với một đường truyền lực do tả vào trong của Quang Hải. Quỹ đạo của bóng đi rất là Thank you.